Hello, xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đến với video tiếp theo của em. Thì hôm nay em làm video này để trả hàng cho bác khách ở Thanh Hóa nhé. Đấy, bác đặt em máy 5800, Samsung 5800 24V. Đấy, bản chính hãng. Thì muốn xem một cái video về máy và test máy thì em tranh thủ làm video ngắn. Thì bác khách xem cái nội thất của máy nhá. Đấy, Samsung 5800 này. Đấy. Đây. Máy sẽ chạy là 32 phép nhá. Đấy, chở này. 32 phép. Hai biến áp Samsung 5800 này. Tụ 450V 680mm. Tụ to nhá. Đấy. Tụ băm này. Hai cảm E65. Ổn áp 12-24. Đấy, 6 tụ lọc nguồn, 3 rô le chống ngược, làm mát bằng 2 quạt 6x6. Đây, kẹp đây. Đây là kẹp của máy nhá. Thì nhà em sẽ tặng cho các bác là một cái kẹp nối bình khi mua cái máy 24V nhá. Đây, cái kẹp nối bình sẽ như thế này. Còn đây là cái cò theo máy. Cò theo máy. Phía trước thì sẽ có hai núm da vợt. Núm chỉnh tần số này, rộng xung này, độ băm này, 4 núm đấu cò này, thì các bác đấu hai núm bên trong nhé. Đấy, đánh chế độ đấu hai núm bên trong. Công tắc lưu 3 chế độ. Thì nhu cầu bác khách là vừa vợt và vừa thả cáp. Đấy, thiên về thả cáp hơn thì em sẽ lưu một chế độ là đánh vợt và hai chế độ thả cáp nhé. Đấy, một chế độ đánh vợt thì em để tần số là 75, rộng xung 75 và độ băm là 35. Đấy, tiếng băm này. Đấy, tiếng băm của Samsung 5800G chính hãng thì rất là êm, đầm và nó tiếng băm nó cũng nhỏ thôi. Đó. Cho gần các bác nghe tiếng máy nhá. Máy rất là khỏe. Tiếp theo là chế độ thả cáp cá da trơn, tần số 75, rộng xung 100 và độ băm là 55. Thì cái thả cáp, cái chế độ này các bác thả cáp là đánh điểm nhá. Còn nếu mà các bác mà đánh già ấy thì các bác tăng độ băm lên tầm khoảng 65 cho em, 65 đến 70. Tiếp theo là chế độ thả cáp chuyên da trơn nhé. Chuyên da trơn thì các bác để tần số là 55, rộng xung 100 và độ băm là 80. Rồi, thì em xin phép làm cái video test máy ngắn thôi. Bởi vì là máy này thì thợ nhà em đã ra cố mạch và test rồi. Đấy thì em tranh thủ làm cái video test ngắn tầm hơn 3 phút để bác khách là xem được nội thất máy và xem được cái test máy nó như thế nào. Đấy thì cái máy này nhà em bán ra thì được bảo hành sửa chữa 1 năm. Và các bác ủng hộ kênh, đăng ký kênh thì nhà em sẽ bao ship nhé. Cái máy này thì giá trị khá là cao, tầm khoảng đây, giá máy đây. Đấy thì đây là giá máy của hãng. Thì các bác có thể là alo số điện thoại 0961038361 nhé. Em sẽ để cho các bác một cái giá nó hợp lý nhất. Đấy, nó sẽ không bằng cái giá của hãng đâu. Đấy. Và các bác ủng hộ kênh, đăng ký kênh thì nhà em sẽ hỗ trợ các bác là bao ship nhé. Cái máy 5800 này thì giao về Thanh Hóa cũng khá gần chỗ em, nhưng mà phí ship nó rơi tầm 130.000. Đấy thì cũng đỡ được cái phần nào chi phí cho các bác. Cảm ơn các bác nha.